Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần số 2 của cái bài thiết lập rìu và proxy ha, kết hợp với cái IP table. Thì để mà các bạn làm được cái bài này á thì yêu cầu ha là các bạn đã phải làm một cái bài số 1 rồi. Thì nếu như mà các bạn làm một cái bài số 1 với cái kết quả là thành công rồi ha, thì khi mà các bạn bấm vô cái trang là các bạn đánh vô cái trang là http://vmware.lab ha, thì nó sẽ trả về cho các bạn một cái trang WordPress. Thì hiện tại cái trang này á thì nó đang hoạt động á, là trên cái nền là của HTTP. Thì ở trong cái bài này thì chúng ta sẽ nâng cấp nó lên ha, để các bạn sẽ sử dụng cho nó là chạy là ASL rìu và proxy. Thì để mà mình làm được cái thông số này á, thì ở cái bài ở cái cấu hình của anh web server Apache đó, thì các bạn sẽ cần phải quan tâm các thông số như sau. Ở đây thì mình đang có SHV cái máy là Apache của mình đây. Rồi, mình sẽ CD vô OTC HTTPD connect.d. Thì tại vị trí này nó có cái file là vhost.asl tại vị trí này. Thì các bạn sẽ phải mở cái file này ra. Rồi, mở cái file này ra. Thì tại vị trí của file này á thì nó có mô tả là các cái certificate mà các bạn sẽ nạp vào ở cho web server Apache của mình nó hiểu. Thì những cái phần các bạn quan tâm chính là ở cái khu vực này. Và các bạn cần phải rút trích ra hai cái thông số là .crt và .key này. Để mà mình truyền sang cái server Nginx. Rồi. Thì đến đây thì các bạn sẽ xác định được cái vị trí của cái file. Thì các bạn thấy là hai cái file của mình ở đây nè. Thì cái vị trí nó sẽ là ứng với tại là các bạn sẽ CD vô ở trong cái thư mục là OTC PKI TLS search ha. Rồi, tại vị trí này á, nếu như các bạn ls trừ l ra ha, các bạn ls ra thì các bạn sẽ thấy là cái file của cái chứng chỉ của mình. Thì cái chứng chỉ của mình ở đây á, thì nó sẽ có là mình đang làm với tên miền là vmware.lab. Các bạn thấy là cái file bạn cần quan tâm là vmware.lab .crt, đây chính là cái file public key mà đã được CA ký. Cái thứ hai là cái file vmware.lab.key này ha, đây chính là cái private key của chứng chỉ của mình và mình sẽ cần phải rút trích hai file ra. Thì để cho dễ thao tác ha, thì tại vị trí này mình sẽ copy cái file là vmware.lab.crt, vmware.lab.key. Rồi, mình để ra vị trí là cái sạc root của máy tính của mình. Đó là bước đầu tiên của bài. Ở bước 2 này á thì các bạn sẽ làm cái thao tác là copy cái file certificate của mình, copy hai cái file certificate của mình từ cái máy chủ Apache ha. Rồi. Đến cái máy chủ Nginx của mình. Thì hai cái file này các bạn nhớ cho đúng vị trí nha, nhớ đúng từng file. Thì cái thao tác này mình có thể làm tại cái máy anh Apache. Rồi, tại đây các bạn thấy nó đang có hai file mình đây. Tại vị trí này mình sẽ sử dụng câu lệnh là secure copy. Rồi, cái file là .crt .key copy đến cái máy
À, copy đến cái máy là 192.168.201.100 để tương ứng cái máy này á, nó đang là anh web server Nginx của mình. Ở đó nó hỏi bắt cái password của cái máy trăm trăm à, các bạn nhập vô thì đến đây bạn thấy nó nhầm đúng á, nó sẽ ra cho các bạn cái giao diện giống như vậy. Sau khi mà mình làm xong cái thao tác này rồi á, thì đến đây thì các bạn sẽ không cần phải quan tâm cái web server Nginx nữa, cái web server Apache nữa. Kể từ cái bước sau á thì các bạn chỉ cần tập trung vô cái vị trí là cái web server là Nginx, thì mình sẽ thiết lập cái ESL Reverse Proxy nâng cấp lên của cái phiên bản trước là mình chỉ dùng là HTTP Reverse Proxy cho với trang web có cái tên miền là vmware.lab. Lúc này các bạn sẽ chuyển qua bên cái giao diện ESH của cái máy Nginx rồi, tại cái vị trí này ha. Thì ở đây đang chính là cái máy Nginx của mình. Thì cái máy này đang có IP là 192.168.201.100. Rồi, lúc này các bạn sẽ cd vô suite etc conf.d à, xin lỗi bạn, etc nginx ha, conf.d à, tại vị trí này. Thì nếu như mà các bạn đã làm á, thì các bạn sẽ có cái file cấu hình của cái bài trước ha. Cái này mình xóa đi, làm lại ha. Rồi. Thì cái đây là cái file của cái bài trước nè, cái file của bài trước. Thì để cho thao tác cho dễ ha, thì mình sẽ nhân bản cái file này ra. Sẽ copy cái file vmware.lab.conf mình đổi thành là vmware.lab-esl.conf ha. Ở đây mình thêm cái đuôi esl vô để mình dễ nhận biết thôi. Rồi, đuôi file là .conf. Tiếp tục mình vi cái file này ra. Vi cái file này ra. Đó. Thì bây giờ tại cái vị trí này á, thì các bạn thấy là nó nói là mình giờ listen, bây giờ là web server mình sẽ listen là ở bọt 80 à, nhưng mà anh HTTPS sẽ chạy là 443, các bạn thay lại cái này là 443. Rồi, bạn kích cho thêm cái từ khóa là chạy với anh ESL như đây. Khi mà chạy ESL á, thì các bạn sẽ cần phải có cái nạp cái thông số là về cái chứng chỉ. Thì ở đây mình xác định một số thông số như sau, nghĩa là sử dụng ESL protocol chạy với TLS version 1, 1.1, 1.2, chạy với những cái thuật toán mình mô tả bên dưới đây. Rồi, bạn để cái khuôn này vô. Chỗ này bạn nhớ là nó giống như lập trình, các bạn phải kết thúc nó bằng cái dấu chấm phẩy ha. Sau đó thì các bạn sẽ phải mô tả cái vị trí của cái chứng chỉ. Thì khác với web server Apache thì anh này nó không cần phải nạp cái CA certificate vô ha. Các bạn chỉ cần nạp cái chứng chỉ của trang web thôi. Thì đầu tiên là các bạn đưa vô cái từ khóa là ESL certificate đây, thì các bạn sẽ trỏ vô cái file public key. Sau đó là ESL certificate key à, các bạn trỏ vô cái private key. Ở đây thì mình thêm vô một header để mà chạy HTTPS nè, chống lại cái bài tấn công ESL script ha. Đây, các bạn sẽ mô tả để thêm cho mình vô. Sau đó thì các bạn đổi thêm một điểm cuối cùng nữa là tại cái vị trí này thì cái proxy path này á, các bạn sẽ chỉnh lại chỗ này là HTTPS là tương ứng với cái trang web của mình. Như vậy nếu như đến đây bạn nhìn á, thì so với cái bài cấu hình trước thì mình đang chỉnh lại những thông số ở trên cái phần server. Tại thông số của cái phần location thì mình chỉnh lại cái thông số proxy path để truyền vô thẳng là HTTPS của cái máy vmware.lab ha. Rồi, sau đó đến đây thì các bạn có thể lưu lại file cấu hình.
Tuy nhiên thì cái file này của mình ở đây nó chưa có nằm tại cái vị trí là đường dẫn là OTC PKI TOS search ha, thì lúc này mình sẽ copy hai cái file này vào. Rồi, mình cd ra vị trí search root ha. Ở đây bạn thấy có hai cái chứng chỉ đây. Các bạn dùng câu lệnh là cb trừ v vimv.lab.crt rồi .lab.key. Rồi các bạn để nó vô trong đường dẫn này. Rồi, đây yes nè. Ở bước cuối này thì các bạn sẽ có thể đầu tiên là các bạn kiểm tra coi là cái cấu hình của mình nó có ổn hay không. Các bạn có thể truyền vô cái biến là config test ha. Rồi sau đó thì các bạn gọi câu lệnh là search etc init.d nginx restart. Rồi. Sau đó thì các bạn hãy kiểm tra cái bọt. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra cái bọt 443 trừ là tờ UNB ha. Các bạn rep cái bọt 443 ra. Đó, thì các bạn thấy chỗ này là nginx của mình ở đây nè. Nó đang lắng nghe ở cái ESL43. Thì bây giờ tại cái máy tính của mình ở đây á thì mình sẽ thử nghiệm như sau. Mình mở cái trình duyệt web lên. À, các bạn gõ vào đây là https 2 chấm sạch sẹt vimware.lab ha. À, thì các bạn thấy nó chuyển các bạn ra cái trang vimware.lab nè với cái chứng chỉ là được verify bởi cái local CA server do chúng ta tự dựng lên. Các bạn hãy thử là nếu như bạn đi bằng HTTP là bạn truyền cứng như này luôn HTTP bạn thấy Firefox nó tự động nó chuyển ha, để mình mở trình duyệt riêng tư lên. Đó, thì các bạn thấy là nó cũng chuyển mình trang này trang HTTP nè, trang bên đây là trang HTTPS ha. Rồi thì ở đây mình sẽ kết thúc cái bài Nginx ha, các bạn chạy với ESL. Thì các bạn lưu ý là để các làm mà cái bài này á thì so với cái bài trước á là những cái điểm lưu ý như sau. Thứ nhất các bạn đổi là listen 43 khai báo các thông số về ESL protocol chạy ở phiên bản nào, cái chứng chỉ các bạn mô tả ở chỗ nào, cái này là option để các bạn nâng cao cái độ bảo mật của lên. Sau đó các bạn đưa cho cái biến là proxy path này, các bạn nhớ đổi lại cái này là https ha. Rồi thôi, đây kết thúc cái video và chào các bạn.